Rồi, con Mitsubishi này tấn 8 nè. À, con này 7 giờ zin toàn tập. Đẹp lắm. Cái sơn zin luôn. À, đề nhẹ cái chạy. Máy chạy là không khói bụi hết. Hai số. Chạy tới đi. Chạy vô trống đi, chạy. Chạy vòng ấy. Ừ. Thắng ok ngon lành hết á. Khỏi đạp số, khỏi đạp ga lên ben nè. Nè, cái bơm nó rất là ok luôn. Không cần đạp ga, bơm bơm lên SS ra nè. Rồi quay máy. Hai số nha. Hai số này tới lui. Máy im ru xin đồng tập máy ok không lần. Bánh hơi mòn, bánh sao hơi mòn. Càng rất là dài ha, càng mét mấy luôn. Con này đèn đốt đầy đủ luôn ha. Quả giờ đèn đầy đủ luôn, hai đèn. Kiến con kiến luôn, đèn đầy đủ, đèn sao luôn. Ghế ha, rất đẹp. Thắng tay ngon lành hết. Rồi, giá bán em này là 95 triệu nha anh em.